hành khách đi taxi tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhận được hóa đơn bán lẻ như tại các siêu thị thông qua những thiết bị in hóa đơn được trang bị trên các hãng taxi trang bị mới. Và nếu những hãng taxi không trang bị máy in sẽ bị xử phạt nhằm tạo sự minh bạch và tránh tình trạng gian lận cước. Theo đó, khi hành khách thanh toán tiền cước, tài xế taxi sẽ in hóa đơn với nội dung bao gồm tên hãng, biển số xe, giờ lên xe, giờ xuống xe, thời gian chờ, khoảng cách di chuyển, đơn giá và tổng số tiền phải trả. Những hành khách cần hóa đơn để thanh toán cũng không phải đến công ty để đổi hóa đơn VAT như trước đây. Hiệp hội taxi thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay các doanh nghiệp taxi thành phố Hồ Chí Minh đã lắp đặt thiết bị in hóa đơn cước taxi cho hành khách. Đến thời điểm hiện tại, Vinasun có 5.800 xe được lắp đặt, Mai Linh có hơn 15.000 xe. Với các hãng lớn thì việc lắp đặt tốn khá nhiều chi phí, tuy nhiên vì sự minh bạch, tránh gian lận cước, bảo vệ quyền lợi khách hàng nên các hãng bắt buộc phải thực hiện. Đại diện Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị thanh tra sở và các đơn vị liên quan tăng cường xử phạt đối với các xe taxi chưa lắp đặt thiết bị in hóa đơn cấp cho hành khách khi đi xe. Đồng thời tài xế cần phải chủ động để đề nghị khách hàng đi xe taxi lấy hóa đơn làm chứng từ để đảm bảo quyền lợi.